Trận thi đấu này nó không phải là trận thi đấu mang ý nghĩa là chung kết. Chung kết kiểu đơn thuần là đối phương thắng mình 3-1, mà nó mang cái ý nghĩa là liệu sẽ giải nhì hay giải ba, ai hay giải nhất. Bãi quả đầu 7 cây dành cho chim sẻ và một bài được khép góc rồi. Khép góc 12 giờ. 4% đến từ lôi lão hổ. Như vậy là lôi lão hổ thấy quả không sớm bằng chim. Chim sẻ là người thấy quả sớm hơn. Rồi. Vòng 7 hiệp đầu đã thấy trên góc 12 giờ kịch góc. Vâng, phía ngoài là một cánh rừng dừa. Bảy hiệp đầu là một bảy hiệp 7 con dành cho chim sẻ. Bảy hiệp rất to đấy. Hai con vẫn còn nằm trong mép bản đồ, nhưng mà cứ từ từ nó sẽ ra thôi. Đá ba con về trước cái đã. Cánh rừng thông rồi, tôi đã thấy cánh rừng thông. Cánh rừng thông hướng xuống góc 3 giờ. Rồi một cánh rừng thông to và dài đi.
muộn hơn nhiều. Mỗi trận nó quay một bên đâu, trận này nó đang quay bên kia mà. Quay bên nào luôn. Vâng, nông dân nó sang nhà mình. Vâng, dân có ở đây. À, cao rồi. Chốt e nhà của chim sẻ. Lôi lão hổ là người lên đời sớm hơn. Rất nguy hiểm. Dâng A rồi. Mở mắt ra đã thấy cung. Dân đang đập. Vâng, hai thằng. Có dân quậy. Chim sẻ mới đang chết một con thôi. Ba mươi tám. Vâng, vẫn thủ được, vẫn thủ được, vẫn thủ được. Vẫn thủ được, vẫn thủ được. Bây giờ thì lượng quân đang bắt đầu ngang phớ và chim sẻ, tôi nghĩ là lên tận dụng cái con dốc trên cửa nhà của mình, tập trung thủ nhà trước đã, mang hai ba thằng cung đi để có thể đi bắn dân ăn hoang thôi. Nhà A cao như này thì ở nhà lôi lão hổ đương nhiên là không có quân rồi. Hổ vẫn đang muốn rỉa. Đây rồi. Đã bắt đầu thấy dân làm ruộng. Lôi lão hổ cũng đã bắt đầu mang dân ra để đập những con cung đi rỉa dân của chim sẻ. Đấu quân. Vâng, cứ lùi lên cái dốc vậy á. Đánh cẩn thận, tập trung. Tham lai cần thôi. Rồi ba con cung đẩy đi, ba con cung đẩy đi và bắn dần, khiến cho lôi lão hổ không được, không cho phép lôi lão hổ bền lực để xóc đều quân. Lôi hổ đang muốn công lên con dốc khu vực nhà. Đây là tình huống mà chim sẻ đang có quân trên dốc, lượng quân ngang phèo nhưng chim sẻ đang điều quá tuyệt vời, đang điều rất hay. Tên cung r lửa sinh ra, lôi lão hổ đang dường như đang đông hơn, vẫn phải là người một tên nữa.
Và tỷ số là hai đều dành cho đối thủ có thể chắc rồi không biết không. Vâng, còn vài con cung trong nhà. Một hai con cung đã bắn cánh rừng khiến cho lượng gỗ của chim sẻ không, lượng gỗ vẫn đang rất thoải mái. Lại vác dần ra quẩy. Hai mươi bốn thôi. Vâng, vẫn đỡ được 25. Không thấy quân lồi lão hổ đẩy lên thêm. Hai mươi sáu của chim sẻ. Không thấy bất cứ một con quân nào nữa của lồi lão hổ đẩy lên thêm nữa. Có lẽ lồi lão hổ đã bắt đầu kiệt lực và không thể nào ra được thêm quân. Vâng, bây giờ tôi đang lín thở rồi. Mắt không dám chớp nữa rồi. Đây rồi, vẫn còn quân ở ngoài. Vâng, lại tách ba con đi. Đừng để cháy ruộng nữa. Rồi, nhớ ruộng rồi. Bây giờ cố gắng sóc đều ba nhà thôi cũng được. 30. Tham lai. Vâng, chim sẻ đang đè. Chim sẻ là người đang đè tham. Tham lai của lôi lão hổ ở khoảng 2x. Vâng, lôi lão hổ có 23. Rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Đây mới là một trận đấu mà thể hiện được đẳng cấp của chim sẻ lắng. Tôi phải khẳng định đây là đẳng cấp. Vâng, đây mới là thể hiện đẳng cấp. Như vậy là chim sẻ lắng đã chính thức vô địch. Trận thi đấu cuối cùng nó chỉ là mang cái tính chất thủ tục thôi. Nhưng một chiến thắng nữa sẽ giúp cho chim sẻ lắng có thể lên ngôi vô địch một cách toàn diện nhất. Một trận thi đấu mà đầu tiên nó cũng ngang với cái trận chung kết của bán kết AOE Hà Nội Open 5. Quá đau tim. Vâng, tôi tầm này mặt cắt không còn giọt máu rồi. Tôi phải chờ đợi cái tên mà soi tham cũng như cái tên mà chim sẻ thủ nhà thành công. Hai lần liên tiếp chim sẻ lắng thủ nhà thành công. Mặt ướt lắm rồi. Mặt ướt lắm rồi. Chúc mừng chim sẻ đã lên ngôi vô địch chính thức. Hồng Anh về nhỉ. Far side, thought that was in as the net bulged, but it was into the side netting from Yannick Bolasie. Over the wall, arrowing towards the top corner. Robson Kanu. Oh, what's the goalkeeper doing? Ola John! Let's see who goes over. Mike Dean. Oh, Mike Dean says penalty. Adebayor, that's lovely. Campbell! And Fraser Campbell sends Crystal Palace into the FA Cup semi-final.